Ly hôn vẫn sống chung, Trương Quỳnh Anh cay đắng thừa nhận, đến giờ Tim vẫn nói dối mình. Xuất hiện trên truyền hình, Trương Quỳnh Anh còn không ngừng ngại nhắc về Tim như một người đàn ông từng là của đời mình. Sau những biến cố tình cảm, giờ đây bà mẹ một con Trương Quỳnh Anh đã tái xuất truyền hình, xuất hiện tại chương trình Giác quan thứ 6 tập 11 trên VTV3 cùng với người mẫu Xuân Lan. Trương Quỳnh Anh cũng mê trai không kém những cô gái trẻ. Nữ ca sĩ đã chấm cho mình một trong ba chàng trai bí ẩn. Chỉ qua lời giới thiệu ngắn cùng với một giọng nói khá truyền cảm và hình dáng của anh chàng qua bức màn, Trương Quỳnh Anh đã mạnh dạn phán: "Em có cảm giác anh này sẽ làm về nghệ thuật, mũi sẽ cao, mắt một mí giống như người Hàn Quốc vậy đó, môi mỏng. Và anh này rất thích đi ăn hàng lề đường, thích chở bạn gái đi dạo phố, tại vì anh có vẻ là một người rất là lãng mạn." Sau những miêu tả của Trương Quỳnh Anh về người đàn ông của đời mình, người mẫu Xuân Lan hiểu ý ngay, cô ngầm ám chỉ chồng cũ Tim của nữ ca sĩ. Nghe miêu tả thấy khá là quen thuộc, nữ người mẫu Xuân Lan lên tiếng: "Sao chị thấy em tả giống như tả người quen của em quá vậy? Hay là gu của em nói như vậy, đó giờ không thay đổi?" MC Trương Thế Vinh lúc này cũng hỏi dồn thêm: "Anh này có phải là gu của em không?" Trương Quỳnh Anh nhận xét: "Cái tính của anh ấy hơi giống gu đàn ông của em rồi đó, nhưng mà về chiều cao vóc dáng thì hơi thấp." Trong lúc ghi hình chương trình, Trương Quỳnh Anh cũng thường hay lấy hai người đàn ông của đời mình ra để chứng minh về giác quan thứ 6, đặc biệt là về con trai Sushi của cô. "Mỗi khi em đi công tác thì con em tới giờ ngủ sẽ trốn ở một góc mà camera không thấy để tránh bị quản lý. Nhưng lúc nào em cảm giác là giờ này thằng bé chắc chắn chưa ngủ và gọi điện về là không sai vào đâu được." Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn ở chung nhà, tất cả những điều cô làm đều vì con trai, nữ ca sĩ nghĩ con cũng hiểu. Hai mẹ con nữ ca sĩ vẫn luôn rất gắn bó với nhau, cho nên làm gì cô cũng nghĩ đến con trai của mình đầu tiên. Ngay cả việc gây thắc mắc không hiểu tại sao cô và Tim xác nhận đã ly hôn, nhưng bây giờ vẫn ở chung nhà, cũng là vì con trai. "Tôi nghĩ con trai hiểu mọi chuyện, nên tôi và anh Tim luôn dành mọi tình thương cho Sushi để bé không cảm thấy thiếu thốn. Chúng tôi sẽ cố gắng cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác." Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ với giới truyền thông về mối quan hệ đã rạn nứt. Hậu ly hôn, Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp và thành công hơn trước. Cô sắm xế hộp tiền tỷ, thành lập cơ sở kinh doanh về lĩnh vực sắc đẹp. Dẫu vậy, kể từ khi chia tay, trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái buồn về tình yêu, cuộc sống khiến không ít người cho rằng cô còn nhiều trăn trở về cuộc hôn nhân đã cũ. Nói về chồng cũ, Trương Quỳnh Anh đến giờ vẫn không quên được những kỷ niệm khi còn ở chung với nhau. "Tính của người đó rất là ngộ, đi nhậu thì không bao giờ nói, nhưng mà cảm thấy áy náy nên kêu là đi diễn. Những lúc mượn cớ đi diễn rồi thì đi nhậu, hay là nói dối đi diễn đến đi nhậu thì em đều biết được." Giác quan thứ 6 của mình về người đó lúc nào cũng chính xác, nữ ca sĩ kể thêm. Trong chương trình, cô đã nhắc về Tim như một người đàn ông của đời mình. Cô cũng được người mẫu diễn viên Xuân Lan nhận xét rằng: "Cả cuộc đời em chỉ xoay quanh hai người đàn ông, nên giác quan thứ 6 của em với những người khác không nhạy." Trương Quỳnh Anh không hề phản bác lại Xuân Lan mà còn ngầm thừa nhận điều này.